Và bây giờ là lúc tôi nói với tiềm thức của tôi, tất cả những gì trong tâm trí tôi đều trở thành sự thật. Tôi nguyện cho bản thân tôi, người thân trong gia đình tôi và tất cả mọi người trong vũ trụ đều thành công, giàu có, khỏe mạnh và thịnh vượng. Quyền năng, sức mạnh, bình an, trí tuệ và niềm tin của vũ trụ ngay bây giờ là của tôi. Tình yêu thương của người lấp đầy trong tâm hồn tôi và ánh sáng của người cho tôi thấy cách tốt nhất để phục vụ nhân loại. Tôi biết rằng những gì tôi cầu ước cho người khác là tôi đang ban phước cho chính mình. Tình yêu của vũ trụ chảy qua tôi đến cả nhân loại. Tôi chúc phúc cho những người giàu có hơn tôi. Tôi chúc phúc cho những người chưa tốt với tôi. Tôi vui mừng khi thấy tất cả mọi người xung quanh tôi thành công và thịnh vượng. Tôi mở cửa tất cả cửa sổ trái tim mình để sự giàu có của vũ trụ tuôn trào trong tôi. Tôi yêu tất cả. Tôi cầu nguyện rằng sự giàu có của vũ trụ tràn ngập trong tâm trí và trái tim của tất cả mọi người. Tôi cảm ơn sự giàu có của người ngay bây giờ. Thật tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn trí tuệ, sức mạnh và năng lực và sáng tạo của vũ trụ được mở rộng và thể hiện qua tôi. Tôi là con cưng của vũ trụ và tôi được thừa hưởng tất cả các quyền ân, đặc quyền và phước lành của sự giàu có của vũ trụ. Tôi tập trung vào vũ trụ và cảm nhận sự đồng nhất của tôi với vũ trụ. Tôi tin vào sự giàu có vô hạn và nguồn cung cấp vô hạn. Tôi tin tưởng và đồng tình về mặt tinh thần rằng cái vô tận của vũ trụ đang sống cho tôi bằng sự giàu có của vũ trụ và mang lại cho tôi sự hài hòa, cảm hứng, phước lành và giàu có trong cuộc sống của tôi. Tôi là một với vũ trụ. Sức mạnh sáng tạo của người cũng chính là sức mạnh sáng tạo của tôi. Trí tuệ, sức mạnh, trí thông minh và sự hiểu biết của vũ trụ cũng là trí tuệ, sức mạnh, trí thông minh và sự hiểu biết của tôi. Vô lượng trí tuệ dẫn dắt tôi trên mọi con đường của mình và tinh thần thịnh vượng của vũ trụ là sự giàu có, thành công, hạnh phúc của tôi. Tôi mở rộng khối óc và trái tim để chạm đến sự giàu có vĩnh hằng và sự thịnh vượng đi theo gót chân của tôi trong mọi sự nỗ lực của mình. Vũ trụ và con người là một, vũ trụ và tôi là một. Mỗi ngày tôi đều có những cơ hội tuyệt vời để phát triển, mở rộng và tiến bộ. Tôi đang xây dựng thiện chí. Tôi là một người thành công lớn bởi vì tôi làm kinh doanh với những người khác như cách tôi muốn người khác làm kinh doanh với tôi. Vũ trụ tiết lộ cho tôi những cách tốt nhất, dễ dàng nhất, nhanh nhất để thể hiện chân lý của vũ trụ đến con người thông qua tôi. Và tôi xin vũ trụ giàu có hãy mang đến cho tôi ngay bây giờ. Tôi cảm ơn vì sự thành công, thịnh vượng và giàu có và vũ trụ mang đến cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.